sớm mai thức giấc và nghe những điều bình dị từ cuộc sống. Bạn hãy thử đến một nơi hoang sơ mà bạn chưa từng đến bao giờ. Hãy bước đi một cách tự do, đứng thật im để cảm nhận và nghe tiếng hơi thở của bản thân. Ngắm nhìn những hạt sương còn đọng lại sau cơn mưa đêm, tiếng côn trùng, tiếng của chim hót. Ý thức bước đi thật nhẹ nhàng và thở đều. Ngay lúc đó, hạnh phúc đang có mặt trong ta.